Toyota Fortuner vừa về chưa được 24 tiếng anh chị, bây giờ full tiền theo chủ mới luôn. Đó, xe đẹp, khách mua cực kỳ nhanh luôn. 25 mà mới chạy có 43.000 km thôi, lăn bánh 26. Đó. Xe thì bên em bán xe chuẩn chỉ nên khách mua cực kỳ nhanh. Đó, bây giờ full tiền về chủ mới luôn ha. Rồi cảm ơn anh Tin Tưởng ha. Mua xe cực kỳ nhanh, anh đã theo dõi bên em rất là lâu rồi, bây giờ mới quyết định xuống tiền. Thêm một xe nữa lăn bánh về với chủ mới, Toyota Vios mới chạy có 1.400 cây số thôi. Về với chị Hương ở Đồng Tháp ha. Chị mua xe rất là nhanh gọn, tới xem một phát là full tiền liền. Hôm nay chọn ngày đẹp. Đó, cho em nó về Đồng Tháp. Cảm ơn chị Tin Tưởng ha, mua xe rất là nhanh gọn, rất là dễ thương. Lên đường về Nha Trang. Đó, chuẩn bị về với anh Tâm. Anh chỉ cần coi video là cọc rồi, bây giờ em hỗ trợ giao tận nhà cho anh Tâm luôn. À, ok, anh Tâm chuẩn bị nhận xe mới nha. Thêm một xe nữa Mazda 3 vừa lên sóng chưa được 2 tiếng nữa. Full tiền về với chị My ở Tân Bình ha. Chị mua xe rất là nhanh, đã mua hụt mấy xe rồi. Bây giờ em vừa lên sóng tầm khoảng 15 phút là chị đã cọc rồi. Bây giờ qua full tiền đi ký công chứng và nhận xe luôn. Đó. Anh chị mua xe rất nhanh, cảm ơn anh chị ha.